Lương, Lương, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, lên, lên, 6, 7. Được là ai cũng hát được. Được nhảy lấy bia, có cầm mấy hộp bia ra ngoài này đi. Đã. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Xin gửi lời chào đến tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Khang Phú Đạt Audio. Hiện tại thì các anh em kỹ thuật của công ty đang có mặt tại An Dương, Hải Phòng để bảo trì lại cái hệ thống âm thanh mà bác Thuận đã mua của Khang Phú Đạt Audio cách đây 1 năm. Thì sau 1 năm sử dụng thì cũng vì cái tình hình dịch bệnh nên là cũng sử dụng ít, nên là cái hệ thống đến cái hạn bảo trì bảo dưỡng định kỳ thì hôm nay anh em kỹ thuật đã xuống đây và vệ sinh rồi bảo trì bảo dưỡng lại cái hệ thống cho bác, và cũng như là set up lại cái hệ thống để cho bây giờ bác đi làm nó thuận tiện và nó dễ dàng hoạt động và sử dụng hơn. Và đây chính là cái hệ thống mà âm thanh mà bác Thuận đã mua của Khang Phú Đạt Audio cách đây gần 1 năm. Bác Thuận đã mua một cái combo array, line array gồm 3 cặp ST112 và 2 cặp sub XTA118. Và cái hệ thống dàn máy của bác Thuận đã mua của Khang Phú Đạt Audio gồm một combo là một bàn mixer Dynacorp CMS1000, một bộ micro ST638, một Cosover DSP306, một bộ quản lý nguồn. Hệ thống dàn đẩy thì để đẩy công suất thì bác Thuận mua của Khang Phú Đạt Audio là một con đẩy K4130ST và một con đẩy để chuyên đánh súp K2150S. Và cái hệ thống âm thanh line array thì bác Thuận dùng với mục đích sử dụng là đi làm sự kiện đấy, và bác Thuận cũng có một cái nhà hàng tiệc cưới, anh em kỹ thuật cũng đã lên và nâng cấp lại cái hệ thống của bác Thuận để làm sao cho bác làm việc một cách thuận tiện và thoải mái, dễ dàng sử dụng nhất. Đấy, thì ở đây thì kỹ thuật viên là anh Sơn hôm nay đang tiến hành các cái bước để kiểm tra lại cái hệ thống cho bác Thuận. Thì mời mọi người chúng ta hãy xem là một ngày mà anh em kỹ thuật bọn em đi bảo trì lại cái hệ thống của bác Thuận thì gồm những công việc gì nhá. Mọi người có thể thấy là bác Thuận là một người là giữ đồ rất là kỹ, loa thì các bác là bọc áo xong rồi về còn tú vải lên nữa. Đấy, thùng máy cũng vậy, bác bọc áo lên xong rồi bác còn tú vải lên để cho nó đỡ bụi nữa, nên là cái hệ thống dàn máy của bác dường như là rất là sạch sẽ này. Mọi người thấy mua 1 năm mà hệ thống vẫn đang còn như mới luôn, như là chưa sử dụng luôn. Đấy, anh em đi làm rất thích những người mà giữ đồ như bác Thuận, tiết kiệm được cái thời gian mà vệ sinh để cái thời gian đấy để anh em làm cái việc setup để cho nó hoàn hảo hoàn chỉnh hơn. Ngoài việc mua của Khang Phú Đạt Audio một bộ dàn âm thanh rất là hoành tráng như này thì bác Thuận cũng đã mua kèm vào đấy là một hệ thống đèn vạc LED. Trước đây bác Thuận mua thì không có bàn mixer, thì bây giờ anh em kỹ thuật lên để bổ sung thêm một cái bàn mixer, đó chính là một cái bàn DMX384B của DTE để cho bác dễ dàng thuận tiện sử dụng, câu dây tín hiệu vào cho bác ấy sử dụng cho nó gần gần máy dễ hơn. Đúng như này, đấy. Đúng rồi đúng không? Bây giờ những cái này là bây giờ là phải biết từ cây đèn trước. Rồi. Tức là cây đèn ở đằng sau là phải bấm về A001. Đây đấy, đây là đây cháu chỉ cho chú về A001. Ví dụ như bây giờ nha, nó đang ở một cái chế độ khác này, đúng không? Là nó không ăn với cái bàn nữa. Đấy, chú nhấn menu này. Bắt đầu chú nhấn menu này. Đấy, nhấn từ cái 1 này. Đấy, lúc nào nó về cái chữ A001 này, chú enter một cái. Rồi, enter một cái là được. Là tất cả cái này đều theo nhau. Đúng rồi, tất cả các cái này đều là A001 hết. Nghĩa là lúc nhớ thì mình nhớ rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cháu đã nhớ rồi, không may mà mình xóa nó đi. Mình xóa nó đi, mình chỉnh sang cái khác. Tất cả những cái này đều phải A001. Đúng rồi, đây này, tất cả cái này đều phải A hết này. Đấy, A001 này. Đấy. Đấy, rồi ok. A001 hết. Rồi ok. Đấy. Đấy.
Bây giờ, chú muốn cái đèn này nó đấy nó ra các màu này. Đó. Vâng. Sau khi sau đã. Không thế chứ lắm việc lắm, tao mắc hết giạc xong lại chạy. Chạy xong là lại làm những cái này là nó quên nó cũng ra nè. Đây, bây giờ chắc chỉ chú là để điều chỉnh cái bàn này. Đấy, giờ chú muốn là chặn cái đèn này nó mỗi cái nó lên xuống một màu khác nhau nhạn, thế là để nó pha vào cái phông của đám cưới đấy cho nó đấy, nó pha đó, mình phải pha là nó cùng màu nó mới đẹp, nó mà khác nhau màu nhau là nó bị đá. Đó. Khi mà chụp hình lên nó sẽ không đẹp. Cái này nghĩa là đỏ hết xong đúng là rồi. Đến xanh đúng rồi. Bây giờ cháu sẽ chỉ chú là thứ nhất là bật bàn điều khiển lên này. Đấy, đúng rồi, bây giờ cháu đã lưu hết rồi, bây giờ chú đẩy lên này, một này, bước một này, auto này, đẩy cái này lên này, là bước hai này, bước hai này, là đẩy cái này lên này, đấy, chưa, là xong, còn cái này này, cái này là lên này, xuống này. Mình chỉ việc chỉnh điều chỉnh rồi, cái nhanh chậm ở đây, đấy, okay. Nhanh hay chậm ở đây, thế là xong. Vâng, không dày dạn. Đấy. Là... hôm nào ấy cháu lại chỉ cho chú, lúc nào mà không may mà ai mà xóa đi chú lại gọi cái này dễ lắm. Ai mà không may xóa thì chú lại gọi cháu chỉ cho được. Một lần nữa. Yên tâm. Ví dụ như cháu chỉ rồi nhưng mà mình không nhớ thì cháu lại chỉ lại. Cái này nó làm sao xóa được? Nói nghĩa là nút nổi này nhiều người ta vẫn. Vâng, không xóa được. Nào vẫn xóa được. Không xóa được. Chú tắt đi bật lại là nó lại như cũ. Rồi, ok. Đấy, làm sao mà cứ tắt đi bật lại. Ví dụ như này thì người ta có bấm như này đi, đúng không? Đấy, bây giờ chú tắt đi này. Tắt đi này. Đấy, chú bật lên này. Đấy, chú ấn auto này. Đấy, nó lại chạy như cũ. Ok. Đấy. Đấy, vì cái này phải biết xóa mới xóa được. Vâng, đấy là xong cái đèn. Ấn lung tung là không vấn đề gì. Ấn lung tung là tắt đi bật lại. Tắt đi bật lại là nó lên. D6 7. Thế là do mày cài đặt thôi, chứ trước anh cài đặt nhá, phải dí sát vào đây, alo ở đây mà vẫn nặng lắm. L6 7. Do mày cài đặt này nó thế đấy. L6 7. Nó phải nhảy một tí đi, nó cảm giác. Lâu nó lặng, người ta hát cứ kêu lặng mà tao đẩy lên nhá, đẩy những mic lên vẫn nặng, như là cắt đi. Nặng, không chịu được. Rõ ràng bộ dàn thế làm sao lại lặng thế. Mà cứ phải đẩy nhạc to lên thì mới không có lời. Còn không đẩy nhạc to lên thì lại không có lời nghe. Lâu hát những nhạc không. Cái này này, nó chết là chú thuận này. Cái này lúc nãy nó cắm lên nó bịt nhau. Nó bị cọ cái này này. Nó cọ nên là nó không tiếp xúc được hết. Nên là nó bị tức là hết. Đẩy lên là Lâu 6 7. Lâu. Cái này lúc nãy nó lỏng. Còn là nhau nó lòng. Cho nên là nhau được không hay là hãy hai cái sắp nhau. Một cách rời ra thì nó khó đúng không? Thấy cứ là lạ, không phải đẩy đến số 0 nó mới có tác dụng. Đúng rồi, gần đến số 0 cái nào cũng thế, cái này cũng thế, nó bắt đầu mới có tác dụng. Cái nhại này cũng vậy. Thế mà chỉ đến số 0 thì còn lên nữa số 0 là không ăn thua. Mà gần đến số 0 nó mới có tác dụng chứ. Chạm nhạc mà đẩy tập này là chưa có trò gì. Nó phải đẩy đâu, nó phải có cảm nhận hơi to lên một chút nhỉ. Thì nó mới có cảm giác đây của ông nghĩa cứ từ số 5 giờ lên mới thấy. Đấy, lên nó đều luôn. Lâu, sáu, mày. Mà to quá thì nó lại dễ dít. Mà bây giờ thì lại biết được cái nguyên nhân của nó không dít nữa. Lâu, sáu, bảy. Hê, sáu, bảy. Lâu. Âm lượng nó lớn. Lâu, sáu, bảy. Lâu. Sáu, bảy. Lúc nãy này, đây là cái jack
góc của mình này, nó cùng một hướng lơ sáu bảy ngang tầm này. Đấy, nghe như thế này là ok rồi. 6 7 1 2 6 7 hê lơ 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 hê. Hơi một tí cũng được, hơi một tí là được. Hay là bạn nhé lại. Hê hê 6 7 1 2 hai hê 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 6 7 Tứ đồ chia tay anh phiêu bạt muốn với anh mở revert với anh trồ lên á, nó mới dễ rít. Hê sáu bảy một hai hê hê sáu bảy như mùa như tình yêu như mùa xuân đến. Hê sáu bảy hê hê đấy. Đứng tầm đây thì được không? Hey, 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 không đó phải có echo nữa. Có một chiều chiều xuân như thế, nắng ngập tràn lòng anh ngất ngây mùa xuân tình xuân. Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như mùa như tình yêu như mùa xuân đến. Hê sáu bảy hê hê đấy. Đứng tầm đây ok, cứ đứng tầm đấy mà khỏe chứ đang vẫn đầy nại thôi. Dài là dài các cái đề thăm khác thôi chứ không phải như là dài chỉ có nhại không này là không hay. Làm sao mà lo lên mà nó nhấn ấy, nói thế là biết tao không hết những cái tiếng của anh ngữ tao không hiểu hết nhưng mà tao cứ nói được. Tiếng nó mềm nhất. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 từ đầu chiến tay anh phiêu bạt muốn phiêu. Nhét chân rú à, chân rú. Quay em này. Quay em tỏ ghen tỏi ghen nó to ghen tỏi. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê câu hát anh hê 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 hê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, lúc nào mà nó rít, bác giảm cái này này. Đừng có giảm cái này mà giảm cái này một tí. Đấy, hồi nãy nó đang chênh lên một tí như thế này. Cháu chỉ cần giảm một tí thôi là nó bớt cái đồ nhạy đi. Là nó không hú nữa. Đấy, chứ đừng có hạ nhỏ này. Cái này cứ để như là mức không hoặc trên không một tí. Đấy, còn cái này khi mà hú thì bác bận cái này xuống một tí là nó dẻo. Cái đấy mà mic nó vẫn to nhưng mà nó không bị hú. Đúng rồi, mic mà khi mà bác giảm cái này thì nhìn nó lại bị mất tiếng đi. Rồi. Okay. Đấy, nên là cứ để như thế này là mình giảm ở đây. L 6 7 1 1 2 5 6 6 7 lên. Giảm đây bác alo hết là nghe nó mất lê, nhỏ không? Đúng rồi. Nhưng mà tại sao cái này giảm xuống tí mà nó đã nhỏ ngay? Đấy đúng rồi, nhỏ. Nó nhạy mà. Nên là bác chỉ cần giảm đây. Cho giảm như này vẫn không nhỏ tiếng. Lên rồi ok. Lên làm sao? Sao mày? Cái ông này lên tầm số 5. Đấy, từ 0 trở lên đến tầm số 5 thì giảm cái gain lên một tí. Giảm cái gain xuống một tí. Lên sao mày? Làm sao? Lên
lên 6-7 lần. Em ơi suốt đêm thao thức vì anh, đứng tầm đấy mà không hú ý là vì lời ra từ lúc anh ra về, dòng mãi đây anh lại đến ước mơ cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm. Ý là bơm nhạc nữa là ok đấy. Vâng. Mix đang được rồi, nợ tiếng hơn nhiều rồi. Đôi mắt người thương nghiêng vành đó. Chú hát đi, cứ mấy ông bầu hát trước là chuẩn nhất. Sau đến tớ hát, nhưng mà tớ thấy là đang được lợi tiếng hơn trước rất nhiều. Đôi mắt người thương nghiêng vành với người khi xa nhau đến ngàn vạn dặm đất chẳng còn mà thương dài sầu thiết. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, dặm mà thương chảy lòng em đỏ. Thương mà dần dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hai sương đôi chơi đạp đất, bao vất vả bàn tay anh lo hết, bao đổi thay em chưa thể hiểu. Ôi câu ca răng dần mà thương, mà thương. Anh lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chờ gió anh vẫn ấm, bởi dần rồi cũng chỉ để thương thêm. Lâu lâu lộp lộp 6 7 8 9 10 1 2 lên sáu bảy. Mà tôi hát được là ai cũng hát được. Được, lấy bia, lấy con cầm mấy hộp bia ra ngoài này đi. Đã yêu nhau là sắp bất ngờ.
Sau một buổi chiều, anh em kỹ thuật đã làm việc và sửa chữa và bảo hành những cái lỗi kỹ thuật và setup lại cái bộ dàn cho bác Thuận, thì hệ thống hôm nay cũng đã xong rồi. Thì trước khi tạm biệt bác Thuận ra về thì anh em kỹ thuật cũng có một cái phỏng vấn nhỏ nhỏ một chút xíu để xem là cái cảm nghĩ của bác trong cái buổi setup hôm nay như thế nào đấy. Chú rất cảm ơn công ty Khang Phúc Đạt của mình đã phục vụ nhờ các cái thiết bị âm thanh cho anh em đi làm âm thanh. Thì tôi của năm ngoái thì đã mua một dàn âm thanh của Khang Phúc Đạt, đến nay được một năm thì anh em cũng về là coi như là bảo trì bảo dưỡng lại cho, và có thay đổi mới cho một cái cục đẩy trước thì nó hơi bị một tí đèn thôi, đấy là không may, nhưng mà hôm nay cũng đã về cầm về đổi mới cho cả một cục đẩy mới tinh đấy. Thế thì hôm nay cũng thay mặt gia đình cũng rất chi là cảm ơn công ty Khang Phúc Đạt và tất cả anh em kỹ thuật và những anh em làm trên YouTube, rất cảm ơn nhiều. Vâng, thì một lần nữa thì đấy là những cái suy nghĩ cảm nghĩ của bác Thuận, thì rất là cảm ơn bác Thuận đã tin tưởng và mua đồ của bên Khang Phúc Đạt Audio. Rồi. Thì bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức để thứ nhất là bảo dưỡng được đồ cho bác, thứ hai là hỗ trợ kỹ thuật cho bác 24/24. Thì những cái gì mà bác không biết hay là những cái gì cần phải hỏi kỹ thuật thì các bác cứ gọi cho em bất cứ lúc nào. Rồi. Đấy. Chú cảm ơn tất cả bên kỹ thuật bên Khang Hoàng rất nhiều. Đấy. Và hai nữa là tới đây chỉ sang năm thôi lại gặp lại được các cháu, vì nó lại sắm những thiết bị mới của công ty mình sang một cái nhà hàng tiếp bên cạnh. À, nó là như vậy. Cảm ơn bác Thuận, và bác Thuận cũng đã có cho mình một cái nhà hàng tiệc cưới cũng rất là to, tên là Mai Thuận ở An Dương. Đúng rồi. An Dương Hải Phòng đúng không bác? Và hiện tại là đang xây thêm một cái bên cạnh nữa. Đấy thì phục vụ bà con rất xin được chúc bác là làm ăn thuận buồm xuôi gió. Đấy thì rất cũng nhiều công ty Khang Phúc Đạt và tất cả anh em trong công ty là làm ăn hết dịch dã rồi, là thật nhiều thiết bị để phục vụ cho anh em chúng tôi, gọi không bị nhỡ hàng. Gọi bị nhỡ hàng là một năm nay là Covid bị nhập khẩu không nhập được khẩu được, thế anh em nhiều lúc cần lắm nhưng mà thực ra là cứ phải đợi hàng đó. Vâng, cảm ơn như thế, nên là nó như thế nên là anh em cũng rất là quý nha. Vâng, cảm ơn bác Thuận. Hãy truy cập website khangphucdataudio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía Bắc 0981 678 963, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 Vũ Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khang Phúc Đạt Audio để có thể chiêm ngưỡng những siêu phẩm trong những video tiếp theo.